Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm NFT free dự án Secondly kết hợp với con Venus Outfit. Đây là một cái dự án kiếm NFT Mastery Box các bạn nhé. Dự án này thì sẽ có khoảng 600 box dành cho top 20 rep cũng như là 580 random. Dự án này sẽ từ ngày 27 Juli đến ngày 2 tháng 8. Open Box thì sẽ là 12 giờ ngày 2 tháng 8 đến mùng 4 tháng 8 nhé các bạn nhé. Dự án này thì chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng glam.io. Bạn nào mà chưa có tài khoản glam.io thì các bạn nhớ đăng ký cho mình một cái tài khoản. Các bạn có thể đăng ký bằng email hoặc là các bạn có thể đăng ký bằng Twitter. Thì ở đây thì nó sẽ có một số nhiệm vụ, còn 6 đây nữa là kết thúc mọi người nhé. Nhiệm vụ cơ bản thôi và chúng ta theo dõi một số nhiệm vụ ở trên mạng xã hội. Ở đây là cái tài khoản của mình đã theo dõi rồi thì nó sẽ tích V, cái nào nó chưa theo dõi thì nó sẽ yêu cầu mình theo dõi mọi người nhé. Nói chung là khi các bạn đã vào trong cái tài khoản Claim thì mọi người có thể đính cái mạng xã hội của mình vào đây để cho nó tiện nhé. Rồi ok, chúng ta chỉ cần theo dõi thôi. Cái này thì Red Twin. Đấy, nó có một cái bài viết này ở trên Twitter. Các bạn muốn kiếm những cái đồng tiền điện tử hoặc là NFT thì nói chung là chúng ta sẽ phải có ví tiền điện tử cũng như là một số cái mạng xã hội để chúng ta có thể kiếm tiền điện tử free. Đấy, như kiểu ở đây thì sẽ yêu cầu là chúng ta một là Telegram, đây Telegram, hai là tài khoản Gleam, ba là tài khoản Twitter, Discount. Bạn tích cho mình vào đây cái nhé. Rồi ok, continue. Cái này cũng y chang này, chúng ta cũng theo dõi Venus Protocol. Trời ơi, bị đầy rồi mọi người ơi. Các bạn chờ mình ít để mình bỏ một số cái group đi thì chúng ta mới theo được cái group mới. Hình như là nó cho chỉ minimum, maximum của mình chỉ có khoảng 100 cái group thôi. Đấy. Nếu mà 100 group mà đã xong rồi là nó bị đầy. Đây là mình sẽ phải bỏ bớt đi mọi người nhé, ao bớt đi. Đây rồi rồi, chúng ta sẽ làm lại nha. Chúng ta ấn vào complete này, tích vào đây xem có cần verify gì không. Chúng ta ấn continue. Cái này là Telegram nhé, mọi người join cho mình một cái group ở trên Telegram là được. Secondly thì mình đã theo rồi. Venus này thì mọi người theo nốt cái Venus nhé. Complete tag thì chúng ta sẽ vào đây. Đây đi tag này. Đấy, chúng ta sẽ phải đăng ký một cái tài khoản ở trên Secondly nhé. Đấy, mọi người vào đây. Chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ connect đến ví MetaMask nha. Rồi chúng ta ấn vào sign in hoặc là sign up nhé, nếu bạn nào chưa có thì chúng ta ấn vào sign in. Đấy, có rồi thì chúng ta sẽ log in vào thôi, còn chưa có thì chúng ta sẽ sign up nhé. Cái thuyền 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 rồi, chúng ta vào phần tài khoản này. Mọi người có thể up avatar của mình nhé, nếu các bạn có NFT thì chúng ta up NFT, không thì chúng ta có thể up cái ấy thôi. Đấy, chúng ta đánh email, sau đấy thì chúng ta đánh password cũng như là xác minh cái email cho mình nhé. Email các bạn phải trùng với cái email bên này mọi người nhé. Email các bạn trùng với email bên này. Đấy, sau đấy thì ví dụ email ở đây Penny phải không, chúng ta sẽ đánh vào đây là Penny. Rồi cái này là giới thiệu bạn bè nhé các bạn nhé, các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè. Còn ở đây thì chúng ta vẫn dán cái ví MetaMask. Cái ví này là ví chung để chúng ta đựng tiền điện tử free ở đây nhé. Đấy, cái mạng của nó là mạng BSC. Ví thì chúng ta đã thấy rồi. Nó phải chung với cái ví mà chúng ta đã connect ở bên này. Đây 6937. Các bạn ở đây thì cũng là 6937. Các bạn
Đấy, các bạn sẽ ấn vào Continue. Ở đây thì nó sẽ có một cái link giới thiệu bạn bè nhé các bạn nhé. Các bạn sẽ có 20 top 20 rep. Bạn nào mà giới thiệu được nhiều thì các bạn sẽ nhận được một cái box để chúng ta có thể mở box và chúng ta có thể nhận được NFT cũng như là bán NFT ở trên Secondly luôn. Đấy, có một số dự án NFT ở Secondly cũng khá là ok. Đấy, mong là mọi người sẽ cùng tham gia dự án này và mong là các bạn sẽ may mắn nhảy nhận được cái NFT từ dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Các bạn nếu mà quan tâm đến cái token tiền điện tử free hoặc là NFT thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.